Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái con laptop Fujitsu. Mọi người màn hình rất là đẹp, 13.3 inch, dòng siêu mỏng, siêu nhẹ, giá thì lại rẻ nữa, màu sắc thì lại đẹp. Con này màu đỏ mọi người, rất là rực rỡ luôn và đẹp ha. Nhìn cái màu sắc mọi người nhìn là mỏng dánh à, chất lượng, giá rẻ lắm mọi người. Và đặc biệt nữa là màn hình của này là màn hình đẹp, không có lỗi lầm và cơ bản là nó có cảm ứng nữa mọi người ha. Nó làm việc cảm ứng rất là thuận tiện luôn. Đôi lúc mình làm việc đâu nhất thiết phải cầm chuột, ngồi lướt giống như iPad cũng tiện lắm luôn mọi người. Màu sắc màn hình cái dòng chuẩn nội địa Nhật rất là đẹp, chi tiết lắm mọi người, nó rõ băng luôn, nhìn thích thích mắt lắm. Và cấu hình nè, nó là i5 7300 nha mọi người. RAM là 12 GB. Cái lô này là về là RAM 12 GB, mặc định 12 GB luôn mọi người. Đây nè, mình về được chừng này. Và view thì cái đóng ở bên này là view cho mọi người, còn bên này là đã giao hết rồi, nên là chia ra làm hai như vậy. Thì mình chọn này, cái máy đầu tiên là lên một cái con máy này đi, đặt nó là mã A543 nha. Màn hình đẹp không có bị phản quang nha mọi người. Lưu ý là màn hình đẹp không có phản quang. Dòng này mọi khi mình view là nó có phản quang, bây giờ đợt này về là nó không có phản quang. RAM 12 GB, độ phân giải màn hình là 1920x1080 và SSD là 256 GB. Đó, máy là chất lượng cực kỳ luôn, không có lỗi làm gì mọi người, không có lỗi làm gì hết trơn. Màn đẹp, phím cũng đẹp nữa, êm mềm xịn. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok. Mọi người nhìn thấy cái máy viền nó full mỏng nhẹ, có 8,5 lạng, cầm lên rất là bất ngờ. Con này thì pin nó 2 giờ đổ lại thôi nha mọi người. Mình nghĩ mỗi cái nhược điểm là pin 2 giờ đổ lại thôi, mình có sao thì nói vậy, không hề giấu giếm gì hết. Những cái cấu hình thì văn phòng là quá ok. Và cái mẫu máy cái màu đỏ này nó đẹp mọi người, nhìn cái mẫu máy quá đẹp mọi người. Đây nè, chuẩn Made in Japan, được sản xuất cuối năm 2018. Và các ngõ kết nối để mình quay chứ ha. Quay xong đây mọi người, cái màu đỏ rực rỡ nhìn đẹp quá. Đây là ngõ Mạn Lan. Chắc là trên kênh của mình thì mình cũng hay view vì nhiều về cái ngõ Mạn Lan này rồi. Nó máy nó mỏng bằng nguyên cái máy, bằng cái ngõ Mạn Lan thôi. Đó, người ta làm rất là thông minh. USB rồi thẻ nhớ. Rồi bên này thì có ngõ tai nghe, USB, Type-C, HDMI, rồi ngõ sạc đó. Này, giáo viên hay là văn phòng là xài rất là thuận tiện luôn. Con cái học hành có webcam đầy đủ. Trên cái vỏ này thì chắc chắn là những cái phần mà viền như thế này á, là nó sẽ mòn mọi người, tại vì đây là hàng nội địa Nhật, chuẩn Nhật sử dụng, cho nên nó cũng máy cũ mà nó phải có vết trầy xước. Đây có trầy xước ha. Bên cái cạnh này thì cũng máy và nó hơi mòn ở đây nè. Phần này thì nó mòn nha, không hề bể vỡ gì đâu mọi người. Tại vì khi người ta mở ra đưa xuống thì nó hơi mòn, nhưng mà cái màu thì hấp dẫn cực kỳ. Máy thì chất lượng, cái phần này nó hơi mòn nha. Đây nè, chỗ này thì đôi lúc có trầy xước vậy thôi, chứ còn lại là đây, cái phần này nữa có trầy xước tí chỗ này nè, các viền. Cái màu sơn, cái nước sơn của Nhật nó đẹp lắm mọi người, chuẩn zin xịn, chuẩn Made in Japan 13.3 inch. Và mình báo giá mọi người cái con màn hình cảm ứng này, RAM 12 GB, giá của nó là 3 triệu 9 mấy kèm sạc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Màn hình đẹp, bản màn hình đẹp, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ai chốt thì inbox mình, chỉ có được 2 4 7 con thôi mọi người. Còn bên kia là mình đã giao giao sỉ cho mọi người lấy, cho những khách mà lấy lô là lấy một một mã như vậy luôn. Ai chốt thì inbox mình, hoặc là ai thích lấy hết 7 con đó thì mình sẽ để giá rẻ cho mọi người, đỡ phải mất công bán lẻ, ví dụ như vậy ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code, mọi người nhận hàng này, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Con máy rất là chất lượng, độc đáo, đẹp nữa. Cảm ơn mọi người ha.